Tại sao phụ nữ sau 50 tuổi ấy, thì thường là có xu hướng là cholesterol nó sẽ tăng cao lên rất là nhiều, cái mỡ máu nó sẽ tăng cao lên. Bởi vì sau cái độ tuổi 50 chính là cái giai đoạn mà chúng ta chuyển sang giai đoạn mãn kinh, cái độ tuổi quân bình của mãn kinh chúng ta rơi tầm 47 tuổi. Và khi bắt đầu sau cái độ tuổi này thì chúng ta chuyển sang cái giai đoạn mà mãn kinh. Thì khi mà chúng ta chuyển sang cái giai đoạn mà mãn kinh ấy, thì đầu tiên là cái hoạt động chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta sẽ bị giảm xuống. Tức là những cái hoạt động trong cơ thể để mà tiêu hao cái calo ấy, nó sẽ bị giảm xuống. Tức là so với trước đấy chúng ta vẫn ăn như thế, thì bây giờ cái việc mà tiêu hao calo ấy, nó sẽ bị ít hơn. Và khi mà tiêu hao calo ít hơn thì nó làm cho dư thừa cái năng lượng. Và thường lúc này chúng ta sẽ dễ bị thừa cân béo phì ở cái giai đoạn này. Và cái việc mà chúng ta thừa cân nó làm cho chúng ta tăng cái cholesterol trong máu. Đấy là cái nguyên nhân đầu tiên. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là sau cái độ tuổi mà mãn kinh này thì cái estrogen nó sẽ bị suy giảm, đặc biệt là cái một số hormone của nữ giới estrogen suy giảm một cách là đột ngột. Và cái hormone estrogen ấy nó có tác dụng làm ức chế cái tổng hợp của cái cholesterol. Tức là khi mà cái estrogen trong cơ thể mà nó đang cao ấy thì nó ức chế tổng hợp lên cholesterol. Và một khi mà chúng ta mà đã mãn kinh rồi ấy, thì estrogen nó sẽ giảm xuống, thì cái để mà ức chế tổng hợp cholesterol nó bị mất đi. Và lúc này nó không còn cái nào để ức chế nữa, và lúc này nó làm cho cái việc mà tổng hợp cái cholesterol nó bị tăng cao lên. Và đấy chính là lý do mà tại sao sau cái độ tuổi tầm khoảng 50, thực ra sau cái độ tuổi quân bình là 47 ấy, thì cái mỡ máu của người phụ nữ ấy nó sẽ tăng cao lên rất là nhiều. Nên là nếu như mà chúng ta đi sàng lọc ấy, thì trước 45-47 tuổi ấy, thì tỷ lệ mà nam giới có mỡ máu cao hơn nữ giới rất là nhiều. Nhưng mà sau cái độ tuổi đấy ấy, thì tỷ lệ mà cholesterol nữ giới ấy, thì nó lại cao hơn nam giới rất là nhiều. Nên nếu như mà chúng ta mà chưa có sàng lọc trước đấy ấy, thì cái mốc tầm khoảng 45 tuổi trở đi thì nữ giới chúng ta cố gắng chúng ta đi kiểm soát, chúng ta đi sàng lọc về những cái xét nghiệm về cái mỡ máu hay là những cái bệnh lý trong cơ thể chúng ta, để chúng ta biết được liệu mình có cái vấn đề liên quan đến rối loạn mỡ máu hay không. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.